bán smartphone Huawei giá rẻ mạt Chưa có gì đột biến. Hầu như các hệ thống lớn trong nước đều khẳng định, tình hình kinh doanh các sản phẩm của Huawei vẫn đang diễn ra bình thường, chưa có sự thay đổi rõ nét nào trong 3 ngày qua. Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Shop chia sẻ, tình hình kinh doanh các sản phẩm Huawei hiện vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường, việc này sẽ không có ảnh hưởng vì FPT Shop nhập hàng và bán hàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng phía đại diện thế giới di động cũng chia sẻ tương tự và nói rằng chỉ mới vài ngày qua chưa thể đánh giá tổng thể về việc bị ảnh hưởng như thế nào sau sự việc google công bố dừng hợp tác với huawei hoạt động kinh doanh các thiết bị huawei ở hệ thống vẫn đang diễn ra như thường lệ theo khảo sát của dân trí trên các hệ thống bán lẻ vẫn đang kinh doanh các sản phẩm di động của huawei không có bất cứ sự thay đổi nào về giá bán từ dòng giá rẻ cho đến cao cấp ở thị trường hàng đã qua sử dụng Giá bán cũng không có bất kỳ sự thay đổi lớn nào nhưng lượng giao bán tăng hơn so với thời điểm trước lệnh cấm từ phía Google dành cho Huawei. Khảo sát ở một số trang giao vặt lớn ở Việt Nam như chợ tốt, Nhật Tảo, lượng người giao bán smartphone Huawei có tăng hơn so với thường ngày. Điển hình nhất ở chợ tốt, cứ 5 phút là có người giao bán điện thoại Huawei đã qua sử dụng nhưng giá vẫn không hề rẻ như nhiều người đồn thổi trong vài ngày qua. Tại một số group dành cho người dùng Huawei ở Việt Nam lượng người chào bán máy cũng xuất hiện nhiều và tương tác giữa người mua lẫn người bán đều khá xôm tụ. Tất nhiên giá bán vẫn đang theo giá thị trường và không có chuyện giá rẻ bất ngờ vì không còn dùng được Google trên máy Huawei. Chẳng hạn giá bán của mẫu HUA -E p EIP30 ở thị trường chính hãng. Hàng mới vào khoảng dưới 16 triệu đồng thì ở thị trường máy cũ vẫn đang chào bán thấp nhất là 11,5 triệu đồng. Đừng ham rẻ, coi chừng bị lừa. Một đại diện bán lẻ cho rằng, lượng người dùng đăng bán trên mạng các sản phẩm Huawei tăng mạnh vài ngày qua thực tế là bám chen, xu hướng. Trong thời điểm này, câu chuyện của Huawei và Google đang cực kỳ nóng bỏng. Lượng tìm kiếm về thông tin, sản phẩm của hãng điện thoại này sẽ tăng đột biến. Vì vậy, việc các cửa hàng online liên tục đăng tin bán hàng Huawei sẽ được chú ý nhiều hơn so với các sản phẩm Android khác. Đó cũng là thời điểm kinh doanh thuận lợi. Nếu nguồn hàng đã qua sử dụng giá tốt sẽ dễ dàng gây chú ý với các giới học sinh, sinh viên. Những đối tượng người dùng này có thể vọc vạch giỏi và biết cách để xử lý nếu lỡ lệnh cấm có được thực thi đi chăng nữa. Tuy nhiên, cũng có trường hợp giao vặt với giá rẻ mạt và ông này nhận định sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là muốn gây chú ý, tăng tương tác, câu người xem vào trang bán hàng riêng của cửa hàng online nhỏ lẻ và rồi thông báo đã bán cho người khác. Đây là chiêu trò gây sốc, gây chú ý, hay là lừa đảo bán hàng. Tâm lý của người dùng Việt từ trước đến nay đều thích điện thoại xịn giá mềm lợi dụng trong thời điểm thông tin chưa thực sự rõ ràng, tung tin giá rẻ để lừa đảo. Người dùng tưởng vô mánh với điện thoại xịn giá quá bèo từ trên trời rơi xuống mà không mảy may kiểm tra, không có kiến thức về mặt sản phẩm, để xuống tiền quyết mua bằng được mà không biết rằng mình đang bị lừa, ông này nói thêm. Từ đó, các đại diện bán lẻ và những người chơi trên cộng đồng công nghệ khuyến nghị, người dùng nên hết sức cảnh giác với những sản phẩm được giao bán với mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của thị trường, nên trang bị kiến thức về mặt sản phẩm. Thương hiệu trước khi quyết định xuống tiền mua máy tránh bị lừa. Đại diện từ các nhà bán lẻ cũng cho biết, hiện tại các sản phẩm Huawei được bán ra từ trước đến nay vẫn đang sử dụng bình thường nên khách hàng cứ yên tâm sử dụng sản phẩm. Các hệ thống cũng cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với người dùng sau bán hàng bất chấp sự việc giữa hai ông lớn trên có kết quả như thế nào. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình, lắng nghe phản hồi từ người tiêu dùng và làm việc chặt chẽ với hãng Huawei để đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng của mình. Các sản phẩm được mua chính hãng tại các hệ thống sẽ được hưởng chính sách đổi trả hiện hành, cụ thể là trong vòng 30 ngày nếu có lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất thì sản phẩm sẽ được đổi trả miễn phí, Phó tổng giám đốc FPT Shop khẳng định. Trước đó, ngày 19 tháng 5, một số công ty của Mỹ công bố dừng kinh doanh với Huawei vì hãng này nằm trong danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ, trong đó, quyết định ngừng hợp tác giữa Google và Huawei được đánh giá là trầm trọng, có tác động quá lớn đối với thị trường công nghệ toàn cầu. Bộ Thương mại Mỹ ngay lập tức đã có ngay động thái xoa dịu căng thẳng, nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tới người tiêu dùng bằng việc gia hạn thêm 3 tháng đối với việc làm ăn giữa Huawei và các công ty Mỹ. Giấy phép có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5, cho phép Huawei thực hiện các hành động cần thiết để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ, trong đó có các bản cập nhật phần mềm, các bản vá cho các sản phẩm đã bán ra thị trường trong hoặc trước ngày 16 tháng 5 năm 2019. Giấy phép này sẽ cho phép Huawei duy trì thiết bị mạng lưới hiện tại và nhận các bản sửa lỗi an ninh Tuy nhiên, Huawei sẽ vẫn bị cấm mua các sản phẩm, dịch vụ từ các đối tác của Mỹ mà không có sự đồng ý từ Bộ Thương mại nước này. Gia Hưng